Đây, xin chào các bạn. Ngày hôm nay là một cái giải đấu bóng đá giữa các đội có lứa tuổi khoảng từ năm 97 trở về sau này, tức là từ năm 97 đến năm 2018 là được đá. Và đây là trận đấu giữa hai đội, một đội áo xanh và một đội áo hồng. Đội áo xanh thì có hai anh em của mình, cho nên là mình sẽ tường thuật cái trận đấu này cho các bạn coi ha. Một pha phá bóng thạch vàng của thủ môn áo hồng, rất đáng tiếc cái đội áo xanh. Sai lầm của thủ môn. Tỷ số bây giờ là 1-0 nghiêng về đội áo hồng. Sút. Wow. Như vậy là tỷ số là 1-1. Một cú sút rất tốt của cầu thủ số 10 bên phía áo xanh. Nơi chuyên như đá gội chớp chết mẹ rồi. Hai một. Ném biên mà hỏng chân cũng được nữa hả? Chút vô. Trời ơi, đừng có sút đi. Tới rồi bồi. Hai đều. Chết trong lỏng. 42 nghiêng về đội áo hồng. Hết giờ, tỷ số là 42 nghiêng về đội áo hồng.